Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tụng xong bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì đây là bài kinh quan trọng mà sau khi tụng xong, sau khi Đức Thế Tôn ngài đã giảng giải xong, thì năm anh em ngài Kiều Trần Như, các vị đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Bài kinh này á là một bài kinh dùng để thực hành. Bản dịch tiếng Việt á là bản dịch tóm tắt. Tóm tắt ở đây á là tóm tắt năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức vào chung một chỗ. Chính vì như vậy á, khi quý vị đọc á thì quý vị sẽ cái sự thâm nhập vào trong cái bài kinh. Còn khi Đức Thế Tôn ngài giảng dạy á, là ngài giảng dạy cho năm anh em ngài Kiều Trần Như, các vị thực hành để chứng đắc quả vị A La Hán. Cho nên á, khi ngài giảng dạy, khi ngài nói đến đâu là các vị á, hướng tâm đến đó. Giống như á, đây là một quá trình phát triển tuệ quán. Đây là một quá trình phát triển tuệ quán. Mà Đức Thế Tôn nói đến đâu, tâm của các vị tỷ kheo hướng đến đó. Nhờ hướng theo lời dạy của Thế Tôn mà tâm các vị đó giải thoát. Đức Thế Tôn hướng bắt đầu ngó đến cái sắc uẩn. Cái sắc uẩn này á, nói nó vốn dĩ nó là không nên xem là của ta. Tức là chúng ta không nên níu giữ, không nên bám chấp, không nên chấp chặt trói mình vào cái sắc này. Sắc là gì? Sắc uẩn là những cái hình tướng của mình. Tay, chân, mắt, tai, mũi, lưỡi. Đó chính là sắc uẩn. Chúng ta không nên bám chấp vào tấm thân này. Không nên dính mắc vào, không nên coi trọng nó. Bởi vì sao? Bởi vì này các tỷ kheo, hãy quan sát cho kỹ, sắc là thường hay vô thường. Khi Đức Thế Tôn ngài nói như vậy đó, thì các vị tỷ kheo á mới hướng tâm suy nghĩ và thấy rằng đúng quả thật như vậy, sắc này là vô thường. Và Đức Thế Tôn lại hỏi, này các tỷ kheo, khi sắc nó đã là vô thường thì nó đem lại khổ hay đem lại lạc? Các vị tỷ kheo tiếp tục quan sát, sắc là vô thường thì rõ ràng nó đem lại khổ. Mà cái gì đem lại khổ, vô thường đem lại khổ, thì có đáng để bám chấp, để chấp giữ, để giữ nó làm của mình, để nương tựa vào nó, để trông đợi nơi nó hay không? Thì các vị tỷ kheo thử, dạ không, thưa Thế Tôn. Tức là khi các vị tỷ kheo quan sát đến tấm thân này, thấy nó vô thường đem lại khổ, thì cái gì vô thường đem lại khổ thì không đáng để mình níu giữ, không đáng để mình bám chấp, không đáng để mình coi nó là tất cả của mình. Khi các vị ấy suy tưởng như vậy thì các vị ấy sanh lòng nhàm chán đối với sắc, sanh lòng buông bỏ đối với sắc. Tiếp tục Đức Thế Tôn hỏi về tưởng, thọ. Các thọ tức là những cảm thọ của chúng ta, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Đức Thế Tôn lại hỏi, nó là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, nó là vô thường. Cái gì vô thường, nó là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, nó là khổ. Cái gì vô thường là khổ thì có đáng hay chăng? Chúng ta bám chấp vào nó, trông chờ nơi nó, nương tựa nơi nó, coi nó là của ta. Bạch Thế Tôn, thưa không. Khi các vị tỷ kheo suy tưởng như vậy, các vị đó đã có lòng buông bỏ, không còn chấp thủ đối với thọ. Rồi Đức Thế Tôn hướng dẫn đối với tưởng. Tưởng tức là những cái sự đánh giá
suy xét, thì những cái đánh giá đó đó, những cái kinh nghiệm, hồi ức, những cái định nghĩa, nó là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, nó là vô thường. Cái gì vô thường nó đem lại khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, nó đem lại khổ. Cái gì vô thường đem lại khổ thì có đáng hay chăng các ông xem nó là ta, là của ta? Tức là có đáng hay chăng để cho chúng ta bám chấp, níu giữ, nương tựa nơi nó, coi nó là quan trọng, coi nó là tất cả, coi nó là trên hết? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vậy thì các ông hãy nhàm chán đối với tưởng. Các hành này, các tỷ kheo là vô ngã. Vì sao? Các hành này, các tỷ kheo là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Hành là gì? Là các nghiệp thiện ác, nó là vô thường. Các hành là vô thường thì nó đem lại khổ hay là đem lại khổ, Bạch Thế Tôn? Cái gì là vô thường đem lại khổ thì có đáng hay chăng để xem đó là tất cả, xem đó là nơi nương tựa, xem nó là ta, là của ta? Tư không, Bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, như vậy các ông hãy nhàm chán đối với các hành. Như vậy các tỷ kheo suy tưởng đến đó, các vị có sự nhàm chán, từ bỏ đối với các hành. Thức này các tỷ kheo, là không phải của ta. Thức là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Tức là gì? Là sự nhận biết của các giác quan. Thức là sự tái sanh. Mà cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ thì có đáng chăng xem nó là ta, là của ta, để níu giữ, để bám chấp, để nương tựa, để xem nó là tất cả? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy này các tỷ kheo, hãy có sự nhàm chán đối với các tưởng. Như vậy đó, khi Đức Thế Tôn nói đến đây, năm anh em ngài Kiều Trần Như đã có sự quán sát một cách đầy đủ đối với cấu tạo của thân và tâm này, thấy rõ bản chất của nó. Từ đó các vị ấy sanh ra sự nhàm chán. Nhờ nhàm chán các vị ấy ly tham, nhờ ly tham các vị được giải thoát. Bài kinh này á, chúng ta không nên suy tưởng quá xa cái định nghĩa về vô ngã. Đây là bài kinh Vô Ngã Tướng, là Đức Thế Tôn đã hướng dẫn chúng ta cách để quán chiếu sự vô ngã một cách chính xác nhất. Còn khi chúng ta đào nó đến mức gọi là vượt quá cái sự cần thiết á, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của ngôn ngữ. Không tin thì quý vị cứ đi tìm định nghĩa vô ngã, người ta nói một hồi là mình không hiểu vô ngã là gì luôn, không cần thiết. Trong khi đó, khi thực hành quán sát vô ngã đó, là bất kỳ cái gì chúng ta nghe, ngửi, nếm, đụng, nhìn, thấy, suy tư, bất kỳ cách nào mà các giác quan chúng ta tiếp xúc, chỉ cần hỏi nó hai câu thôi: cái này là thường hay vô thường? Đấy, chúng ta nhìn bảo thật rõ ràng nó là vô thường. Mà cái gì vô thường đem lại khổ hay lạc? Đem lại khổ. Thì như vậy đâu cần phải bám chấp nó, không cần phải dính mắc với nó, thì nó sụp thì sụp thôi. Ai muốn xây thì cứ xây, rồi thì nó sập thì nó cứ sập. Sự biến đổi, sự vô thường của thế gian này nó vốn dĩ là như vậy. Cho nên từ đó chúng ta đi đến các nơi, thấy người ta tôn kính Phật, ta xây dựng rồi cũng thấy những tàn tích không còn nữa. Chúng ta thấy rõ ràng
Cái gì vô thường đem lại khổ, cái gì vô thường là khổ thì chẳng có chi đáng phải bám chấp cả, không cần thiết, buông bỏ đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy thì à, thế à, vậy thôi. Nhờ như vậy đó, à, chúng ta không có cái sự bám chấp, không có sự thương tiếc, để làm chi? À, quý vị đã đi đến bảo tàng rồi. Ngày hôm qua, quý vị đã thấy rồi. Nơi đây đã trải qua thời kỳ cực thịnh, tức là vua Asoka khi à, để mà có được cái thời kỳ vua Asoka đó, là lúc bây giờ nơi đây nó đã trải qua một thời kỳ suy tàn, tức là sau khi Đức Phật diệt độ à, các cái vua đó, thì đã chia xá lợi Đức Thế Tôn đem ra các nơi để thờ. Ban đầu á thì thiên hạ còn lui tới đảnh lễ, rồi dần rơi vào quên lãng, rồi sau đó có sự suy sụp nơi pháp học và pháp hành, có sự suy tàn nơi giới luật của các vị tỷ kheo à, thì lúc bây giờ Phật giáo đi đến cái sự suy vong. Thì lúc bây giờ thì mới vua Asoka mới xuất hiện, gọi là dẹp loạn à, những cái thành phần à, không đủ tiêu chuẩn, giống như là reset lại. Rồi sau đó vua Asoka mới cho xây lại các bảo tháp để thờ. Và kể từ đó Phật giáo lại trở nên cực kỳ hưng thịnh. Rồi sau đó có sự chia rẽ nơi các tông phái, có sự khác biệt trong đường lối thực hành, rồi dẫn đến có những sự phát triển càng lúc càng xa, càng lúc càng xa rời Phật ngôn, rồi dần dần cũng đi theo xu hướng thôi, bắt đầu thay đổi, biến chất, lụi tàn. Không riêng hệ phái nào, không riêng hệ phái nào, ngay cả Theravada mình vẫn vậy. Khi đi đến suy tàn rồi, nơi đây xây dựng thì xây dựng rất là nhiều, rất là hoành tráng. Quý vị đọc trong lịch sử museum, quý vị thấy cao tới 60 mấy mét, rất hoành tráng, nhưng chỉ có cái vỏ, bên trong là sự suy bại, đấu đá, tranh giành quyền lực, lợi, danh lợi. Chư thiên thấy không ổn, thôi bỏ. Chính vì lẽ đó Hồi giáo nó mới vào và reset lại hết. Đó là bài học cho chúng ta. Quý vị thấy, vốn dĩ nó là vô thường, có thịnh tức có suy, nó là vô thường. Và Phật giáo chúng ta cứ thịnh rồi suy như vậy suốt thời kỳ lịch sử, và sẽ chấm dứt sau 5.000 năm. Tức là lúc bây giờ là nó sẽ suy hẳn luôn và không thể nào phát triển lại được nữa. Do đó khi chúng ta nhìn vào dòng lịch sử ở tại nơi đây và ở các nơi trên thế giới, chúng ta có được sự định vị chúng ta đang trong giai đoạn nào, đang là giai đoạn cực kỳ hưng thịnh hay là giai đoạn đã có những dấu hiệu suy vong. Và nếu có những dấu hiệu suy vong thì nó đã suy vong đến mức độ nào rồi, nó đã gần đến giai đoạn reset hay chưa. Mà tuổi thọ chúng ta có bao nhiêu năm đâu. Điều may mắn cho chúng ta là chúng ta còn thấy được chánh pháp, như vậy đã tốt lắm rồi. Chúng ta có thể đi đến thánh tích của Đức Phật, nơi đây là vùng đất thánh, là nơi Đức Phật khuyên chúng ta nên đến ít nhất một lần trong đời, như vậy đã tốt lắm rồi. Đi đến nơi đây chúng ta thu thúc các tâm của chúng ta từ bỏ các tâm bất thiện, cẩn trọng trong từng suy nghĩ, hướng tâm đến những điều thiện, như vậy đã tốt lắm rồi. Nhờ như vậy đó,
chúng ta tiếp tục hướng tâm đến chánh pháp, hướng tâm đến con đường chân chánh. Rồi từ đó chúng ta tu tập, tạo các công đức để hướng lên. Rất nhiều vị đã nói đó, thời bây giờ ráng tu lên làm chư thiên là khỏe. Bây giờ mà kêu quý vị giải thoát ngay bây giờ, chứng thánh ngay bây giờ nó khó dữ lắm. Nhưng quý vị có thể đến được nơi đây, đã làm được bấy nhiêu phước đức, với những tâm thiện như thế này, tạo được các cái phước lành như thế này, khả năng sanh thiên của quý vị đó, chúng ta phải có niềm tin chứ. Sau khi sanh thiên rồi thì bằng lời nói này mong chư thiên nhắc nhở chúng tôi đừng dễ vui. Xin chư thiên hướng dẫn chúng tôi gặp những vị thánh thiên để hướng dẫn chúng tôi cùng tiếp tục tu tập để chứng đắc đạo quả ngay trên cõi trời hoặc ở đời sau kiếp khác. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi. Chúng tôi đã ý thức được vị trí của chúng tôi. Chúng tôi ý thức được giai đoạn mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi thấy được sự vô thường. Cho nên tất cả phước báo mà chúng tôi tạo, mong chư thiên hãy tùy hỷ. Và tất cả phước báo này xin chia đều phước đến chư thiên. Mong rằng những phước báo mà chúng tôi đã tạo sẽ là duyên lành giúp cho chúng tôi đạt được những điều mong mỏi, từ những mong mỏi tầm thường trong đời sống này cho đến những mong mỏi cao sang hướng đến sự giải thoát. Mong được mau chóng thành tựu, cũng mong cho chư thiên được sự an lạc, có lòng kham nhẫn với chúng sanh, có lòng từ với chúng sanh. Hãy hộ độ cho chánh pháp được tồn tại bền lâu. Hãy hộ độ cho những người có lòng hướng về chánh pháp, có lòng duy trì mạng mạch của chánh pháp. Xin hãy hộ độ cho các vị ấy. Xin hãy hộ độ cho những người cư sĩ có lòng lành, biết về chánh pháp, để các vị ấy có khả năng hộ độ, duy trì mạng mạch cho chánh pháp. Mong cho chư thiên hoan hỷ với lời ước nguyện của chúng tôi. Mong chư thiên hoan hỷ với phước báo của chúng tôi. Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nu mô đan tu chi đăng ra khan tu sa sa năng Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nu mô đan tu chi đăng ra khan tu nô ga ru Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nu mô đan tu chi đăng ra khan tu nha ta yo a ca sa tha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa ta cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca buôn nhân nô a nu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không
địa cầu thương ngư ra thông mọi điều. Long vương thần linh có nhiều, đồng sinh hoa nghi phước đều chúng tôi. Hồ trì phần giáo tăng bồi, các bậc thầy tô an vui lâu dài. Quyên thuộc chân khôi nạn tai, được hương phước dài bền lâu. Chúng tôi vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sinh. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê buôn nhân a sa qua kha ya qua hăng hô tu a na ga tê ca lê. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vang. Cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là mối duyên lành để dừng khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vi lai.